Chúa cùng anh chị em và cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi đi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thùng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ làm bộ đọc kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm. Và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền nhỏ, tức là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia dâng cúng của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, nhưng đã dâng cúng tất cả tài sản, tất cả cái cần sinh sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Bà chị em thân mến, hôm nay chúng ta nghe những bài đọc một nói về bà quá ở thành Sepeta. Ở nơi đó có nạn đói, hai mẹ con này chỉ còn một nhúng bột và một chút dầu thôi. Đây là bữa ăn cuối cùng của hai mẹ con trước khi chết. Và khi đó tiên tri Elia đi ngang qua, nói là ông xin một chút bánh để ăn. Thì bà quá này nói là chúng tôi còn có bữa ăn cuối cùng này thôi, nhưng mà thôi, đằng nào cũng chết, thôi tôi nhường lại cho ông. Thì bà nướng cái bánh đó để đưa cho tiên tri Elia. Thì tiên tri Elia thấy được cái sự quảng đại của bà, và nói là Thiên Chúa sẽ ban cho bà bột không bao giờ vơi và dầu không bao giờ cạn. Chính vì sự quảng đại của bà cho đi như vậy. Và trong bài phúc âm ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy được cái bà quá đến dâng cúng tiền ở trong đền thờ. Và Chúa Giêsu ngồi đó với các môn đệ để quan sát người ta cho tiền như thế nào. Ở trong đền thờ nó có 13 cái thùng tiền nó rải rác. Số tiền này được dùng để tu bổ đền thờ, cũng như là để mà làm những công việc cho các đền thờ. Thì mỗi đền thờ, mỗi cái thùng tiền nó có một cái ông tư tế, ông ngồi ông ghi sổ. Thì những người nhà giàu á, khi mà lên á, bỏ tiền vô đền, vô cái thùng tiền á, thì nó nghe leng keng leng keng leng keng, nghe rất là nhiều. Và ông giơ tay ông chào người ta rồi ghi tên người đó vào. Thì Chúa Giêsu ngồi quan sát như vậy. Và khi đó Chúa Giêsu thấy có một bà quá. Chúng ta biết cái thời Do Thái nó có 4 giai cấp, có 4 loại người mà người Do Thái coi khinh thường nhất, đó là bà quá. Thời đó người đàn bà không được đi làm, cho nên bà quá là người nghèo nhất, không có tiền. Thứ hai là những cô gái điếm. Thứ ba là những người đuôi mù tàn tật. Và thứ bốn là những người ăn xin. Đây là 4 loại người mà người Do Thái coi là low class, là không xài. Cho nên khi mà bà quá này, bà đi lên, bà cảm thấy rất là mặc cảm. Bà mặc đồ rất là rách rưới và bỏ vào trong đó 2 xu kẽm. 2 xu kẽm là 1/4 xu của người Roma. Với 2 xu kẽm không làm gì được hết. Và bà rón rén bà đến và bỏ vô và bà chuồn đi mất. Tức là bà biết mặc cảm, bà cho rất là ít. Mà Chúa Giêsu ngồi đó, Chúa Giêsu nhìn, Chúa Giêsu thấy bà này, Chúa Giêsu đứng bật dậy liền và nói với các môn đệ: Cái bà này là cái bà mà cho nhiều nhất. Môn đệ hoàn ngạc nhiên, tại vì khi bỏ xuống đâu có nghe leng keng gì đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu nói bà ta cho với tất cả những gì bà có. Người ta nói là để biết người nào cho nhiều hay ít, hãy coi coi sau khi họ cho đi họ còn lại những gì. Cho nên khi mà bà này cho đi, bà không còn gì hết. Cái bà quá này cho hết, có 2 xu kẽm cho hết. Và Chúa đã khen bà này, vì Chúa không nhìn cái số nhiều hay ít, mà Chúa nhìn ở cái tấm lòng, Chúa nhìn ở bên trong của bà này. Thì đó là cái điều quan trọng. Nó kêu rằng sau khi chúng ta chết rồi, ra trước mặt Chúa,
Chúa sẽ không hỏi chúng ta thu vào nhiều hay không, mà Chúa sẽ hỏi chúng ta cho đi nhiều hay ít. Chúa không cần chúng ta thu vào nhiều bao nhiêu trong lúc còn sống, Chúa không kè, mà Chúa chỉ có biết là chúng ta đã chia sẻ, đã cho đi nhiều hay không. Người ta kêu là có bốn cái loại cho. Cái loại cho đầu tiên là cho bị miễn cưỡng, tôi không muốn cho mà thôi, thôi tôi cho đi cho rồi. Cái loại thứ hai, cái loại cho là cho vì sĩ diện, cho để mà khoe khoang, cho sĩ diện để cho được người ta khen mình, cái cho đó. Cái cho thứ ba là cho vì bổn phận, bởi vì hồi xưa người ta cho mình, bây giờ mình đáp lễ lại hơn mình phải cho lại, cho vì bổn phận. Và cái cho thứ bốn là cái cho mà Chúa muốn nhất ở nơi chúng ta là gì? Cho vì tình yêu. Chúng ta cho đi vì cái lòng thương xót, vì cái tình yêu chúng ta muốn cho đi. Cái lòng quảng đại, đó là cái điều mà Chúa mong muốn ở nơi chúng ta. Mẹ Teresa Calcutta một hôm đi trên đường phố ở Calcutta với các sơ đi theo. Mẹ là người sáng lập dòng nữ tử bác ái trên khắp thế giới, rất là nổi tiếng. Và mẹ đi trên cái đường phố đó thì bao nhiêu người ai cũng biết mẹ, những người chủ tiệm rồi những người đi xung quanh, người nào cũng chạy đến cho tiền để nhờ mẹ làm việc từ thiện bác ái luôn. Thì khi mẹ đang đi như vậy thì có một người ăn mày, ông ăn mày này ông nghèo xác xơ, ông ngồi ở đó cả ngày, ông xin được có 30 xu thôi, 30 xu, 30 sen. Thì ông đến, ông đưa cho mẹ Teresa, con xin dâng cũng 30 sen của con để làm việc từ thiện bác ái. Và mẹ Teresa phân vân nhận hay không nên nhận. Nếu mình nhận 30 sen này của ông á, 30 xu này của ông á, cả ngày ông xin được kỹ như vậy thôi, mình nhận của ông thì sau đó ông sẽ chết đói, cả ngày hôm nay ông sẽ không ăn được gì hết. Ông chỉ xin được như vậy để ông có tiền ông mua. Mà nếu mình không nhận á thì ông ta sẽ cảm thấy rất là đau khổ, mặc cảm, có lẽ tiền mình ít quá mình cho nên mẹ chê, mẹ không nhận. Nên mẹ Teresa đứng phân vân nhận hay không nên nhận. Mà cuối cùng mẹ quyết định nhận 30 sen của ông, số tiền rất là ít, mà đưa tay ra nhận. Và ông ta rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, vì ông ta cảm thấy ông ta đã làm được cái gì đó cho người khác, cho đi. Và Thánh Phaolô nói rất là hay, cho thì có phúc hơn là nhận. Cái người cho đi bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn là cái người nhận. Việt Nam mình có câu, cách cho còn quan trọng hơn là cái của cho. Cái điều đó là cái điều mà Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay. Vậy ngày hôm nay chúng ta, mỗi người chúng ta nhìn lại cái cuộc sống của chúng ta, tôi có biết chia sẻ những gì tôi có cho người khác hay không? Tôi có dám cho đi những gì tôi có hay không? Mà cái cho đi ở đây không phải là chỉ là tiền bạc, quý bà chị em. Chúng ta cho đi một nụ cười, cho đi một cái lòng bao dung, cho đi cái thời gian chúng ta bỏ ra để phục vụ nhà thờ, phục vụ anh chị em của chúng ta. Chúng ta cho đi cái sự tha thứ, cho đi cái tình yêu thương, sự phục vụ của người, của chúng ta cho người khác. Có nhiều cái cho không phải chỉ có tiền bạc, không bà chứ em. Rất là nhiều cái cho trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có biết cho đi hay không? Hay chúng ta chỉ biết giữ lại cho chính mình? Đó là cái điều mà Chúa sẽ hỏi chúng ta khi mà chúng ta đứng trước mặt Chúa. Con đã dám cho đi hay nhiều? Hay là con chỉ biết thu gom, thu tích lại cho con? Thì ngày hôm nay chúng ta xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết quảng đại cho đi như bà quá đã làm trong bài phúc âm ngày hôm nay, và như Chúa Giêsu đã cho hết. Chúa cho không cần giữ lại gì, Chúa cho chính cái đời sống của Chúa, cái mạng sống của Chúa. Và chưa hết, Chúa còn cho chúng ta nơi mình và máu Chúa, nơi bí tích thánh thể mà lát nữa đây ông bà chị em sẽ đón nhận. Mình và máu Chúa cho, Chúa cho tất cả chúng ta, Chúa không còn giữ lại cái gì hết chúng ta. Thì chúng ta cũng vậy, Chúa mời gọi chúng ta có biết cho đi như cái bà quá trong bài phúc âm ngày hôm nay. Amen.